Lâu lắm rồi, Thắng mới tìm thấy cái vùng đất này đấy. Cái vùng đất này gọi là cái vùng đất lung đây nè, ten ten. Bởi vì xung quanh đây nó chỉ có đất nung với cả gốm, với cả sứ, với cả sành. Theo Thắng nghiên cứu, theo Thắng được điểm ở trường thì Thắng biết là lý do có cái vùng đất này nó sinh ra là ở đây không bao giờ có mưa và nhiệt độ lúc nào cũng cực kỳ là cao, cho nên là đất ở đây nó bị khô cằn, nó không trồng được một cây cây quái gì cả. Mà nhá, đời Thắng đố tất cả các bạn mở trôi Minecraft, có bạn nào đã tìm được cái hang giống như Thắng chưa? Ôi, cái hang xịn xò con báu luôn. Lúc đấy Thắng đào được bao nhiêu là vàng ở chỗ kia kìa. Mà cái con zombie ở đây này nó còn xịn hơn, nó còn có hẳn một cái bộ giáp vàng luôn. Đây cho bạn xem này. Lúc đấy Thắng đào được 10 cái thỏi vàng. À, cái này bây giờ phải gọi là phôi vàng. Xong bắt đầu đi về nhà lung thì mới ra thỏi vàng. Ê, mà em zombie ơi, đừng có nhìn mình cho một cái cánh tay nè, thấy chưa? Nó có hẳn một bộ giáp luôn. Được rồi, nó có bộ giáp thì mình có cái bộ quần áo của anh Squid Game. Nè, 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 anh quần ní Squid Game sở hữu găng tay Puppy Time. Con nhện này, biến à, biến à nhện ơi, biến à. Lại đến ông dân làng này nữa, đừng có cắn Thắng. Uầy, oh my god, mấy bạn ơi, mấy cái con zombie trong này ấy, nó toàn có giáp thôi. Sợ quá, sợ quá. Chạy đi thôi, chạy đi thôi, chạy đi thôi, chạy đi thôi. Ui nhá, Thắng lại tìm thấy một cái kỳ quan ở cái vùng đất lung này nữa. Đây này, wow, một cái quả hang phải gọi là siêu to, siêu khổng lồ. Mày cả nhìn ở trên cao nó đã biết có nhiều khoáng sản rồi. Toàn vàng là vàng thôi. Nhưng mà khéo khéo, bây giờ mà trượt chân xuống đây là các bạn biết bị làm sao rồi đấy. Nhưng mà các bạn nhìn cái kìa, ở dưới kia có một cái hồ. Trời ơi, oh my god, đúng là Minecraft có cực kỳ nhiều thứ để khám phá. Thôi, bây giờ lại đi xung quanh đây tiếp sẽ có cái gì không? À quên, 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 đi xung quanh đây tiếp thì để mất thời gian của các bạn quá. Minecraft của các bạn có giàu bằng cái thế giới Minecraft của Thắng không? Bây giờ Thắng sẽ đi tìm những cái rương, gọi là những cái rương bí mật, những cái rương thưởng gì đó. Nói chung là tất cả các loại rương nha. Rương ở trong biệt thự trong rừng này, rương ở cái ngôi đền ở trong rừng này, rương của mấy ông dân làng này, rồi rương ở đền thờ sa mạc này. Nói chung là tất cả các loại rương ở những cái nơi bí mật. Ngày xưa mấy cái rương ấy cùi bắp ra, nhưng mà hôm nay cái thế giới Minecraft của Thắng nó giàu to rồi. Mấy cái rương đấy nó sẽ cực kỳ là chất luôn. Ui, trời ơi, cái con cầu Reaper kia nó định nhỏ đánh lén Thắng à. Thắng đang đi lừa đường thì Thắng lại thấy một cái vết lướt trái đất. Ôi, lại phải gọi là một cái quỷ quan mới luôn. Ui, có bạn nào tìm thấy cái chỗ này giống như là Thắng chưa? Oh my god, nó lướt cũng phải gọi là siêu to, siêu khổng lồ luôn. Từ bên này sang bên kia nhưng mà chưa hết độ, mãi tít tận bên kia luôn. Và cái điều đặc biệt là có cực kỳ là nhiều vàng bạc châu báu luôn nha. Đây nè, đó, thấy vàng chưa, thấy vàng chưa? Dưới này cũng có vàng luôn, trên này có vàng luôn. Nói chung là sát mặt đất nhưng mà cực kỳ nhiều vàng. Các bạn nhìn ở dưới biển xem kìa. Ui, ở dưới biển có một cái rương này. Trời ơi, ui, đây lại còn có vàng luôn kìa. Oh my god, không phải tin nổi luôn. Giàu có chưa, giàu có chưa? Thắng sẽ bơi, 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 bơi. À, đây thì ra đây cái chiếc xe mỏ. Wow, trời ơi, oh my god. Các bạn thấy chưa? Nhưng mà từ từ, Thắng ngạt thở. Tắc thở, tắc thở, tắc thở. Ui, ui, giời ơi. Tắc thở, tắc thở, tắc thở. Rồi, 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 nặn xuống, nặn xuống. Oh my god, đấy, Thắng có nói điêu các bạn đâu. Các bạn nhìn đây này, nhiều kho báu chưa? Ồ, mà táo này, táo này, táo này. Ui giời ơi, bây giờ lấy kiểu gì cho hết bây giờ? Bây giờ lương của Thắng có lấy được nhiều đâu đâu. Ui giời ơi, ui giời ơi, cái gì cần lấy thì lấy nha. Trời ơi, lấy một phát thu lập đầy luôn này. Nào lên nào, lên nào, lên nào. Ui, thấy một cái đường ở dưới biển là ngon rồi. Cái đường đấy cũng là dương trong hầm mỏ nó trôi ra mà. Đây, tới cái chỗ mà đèn thờ ở sa mạc rồi. Nhưng mà nó bây giờ là nó lại ở cái đèn thờ ở ngoài biển cơ, không phải ở sa mạc nữa. Vào đây, vào đây. Đi đường này để xuống nha, chứ không phải đi nhảy tót phát xuống kia đường ngã đó. Đây, đây, đây. Đâu rồi, đây, 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 đây. Đúng cái tâm giữa này. Ái, ái, ái. Oh my god, sao tự nhiên mình ngã một phát. Nhưng mà may quá có bộ giáp này nên không đau. Đây nè, khéo nha, khéo nha. Phá cái tiếng, phá cái gì nhở? Cái đấy gọi là cái đĩa cảm bía. Rồi, xuống nè, TNT này. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, TNT này, TNT này. Bạn nào mà mới chơi là kiểu gì là cũng bị lổ toang luôn. Ơ, đừng có nói là dưới này không có rương. Ở mấy bạn này, dưới này không có dương kia. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Cái đèn thờ sa mạc này bị đéo rồi. Ê, Thắng thấy một cái con thuyền rồi nha. Và chắc chắn dưới con thuyền này nó sẽ có cực kỳ là nhiều rương. Trời 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 ơi. Sao Thắng không có cái thuốc gì nhở?
chả có cái thuốc gì để thở được dưới nước đâu, nhưng mà thôi không sao, thằng cầm cái trượng trường sinh rồi nên là không lo. Bây giờ chỉ quên để lặn lên đã, lặn lên lấy oxy đã. Hai, bây giờ là ăn ba cái quả táo vàng phát nào, xong bắt đầu cho các bạn xem mấy cái đường ở dưới biển. Ôi, chưa cả thở xong mà đã đầy 10 bong bóng rồi. Bây giờ lặn xuống, nhanh lên. Ui, xuống tới nơi rồi nha. Đó, trong này có một cái đường. Ui, oh my god, bạn thấy chưa? Bóng nhòn rồi. Vỏ ốc đèn này không biết làm gì, mà cái điều cực kỳ là nhiều đó chính là ui, bản đồ kho báu. Ui nha, đi mãi cuối cùng thì cũng tới nơi rồi. Mà từ ở giữa chưa. Nó kiểu gì cũng ở xung quanh đây thôi, nhưng mà ta sẽ đứng ở chính giữa luôn. Chính giữa chưa? Chưa. Bên này. Lạch. Ôi. Thế này là chính giữa 100% luôn nha mấy bạn ơi. Ok luôn, mà cái mũ của mình trời ơi. Thằng có bị nghèo mỗi 1-2 lần thế là mất luôn quả mũ với cả quả quần rồi. Nhưng mà không sao, thì có nhiều đồ chế tạo sau. Ok, rìu của thằng đâu mất tiêu. Đây, thằng sẽ đúng một cái vị trí thằng đào xuống nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chưa thấy gì luôn. Wow, thấy rồi mấy bạn ơi, đây nè. Đúng ra cái đường này tìm khó nhất đấy. Thế mà thằng mở ra thì có đúng 4 cái quyển sách được phù phép này. Cấp 1, rồi cấp 2, cấp 3, nó phải nhiều thứ đẳng cấp hơn chứ. Thôi, mà dương của thằng cũng đầy rồi, nên là thằng cũng chả lấy được cái gì. Đi khám phá các bạn xem thôi. Ôi giời ơi, tại sao cái tượng đài của bọn cướp dân làng lại ở sát cái ngôi làng này luôn này. Ui, cái gì vậy trời. Phải nói là cái ngôi làng này quá là đen và xui xẻo, bởi vì là đã bị bọn cướp dân làng tấn công đến tận đít rồi. Nhưng mà không sao, vẫn may mắn đó là gặp thắng. Bây giờ là thằng sẽ đi tiêu diệt cho. Thằng sẽ cầm cái bàn tay hắc ghi ạ của quyền, bàn tay Poppy Time này, tiêu diệt cho mấy cả thằng đột nhập xem là cây rương của bọn cướp dân làng có giàu không nha. Đợi, trước tiên phải giải cứu anh Golem đã. Ái dạ, có tên nó bắn mình rồi, nhưng mà từ giải cứu anh Golem này đã. Đó, anh Golem đi ra ngoài, biến ra này, rồi nhanh lên, ra ngoài đi anh ơi, ra ngoài đi, được chưa, ok ngay, biến nè, toi chưa, đánh anh Golem không đánh thì còn đánh thắng làm cái gì, bắn thắng làm cái gì, không thấy anh quản lý game đẳng cấp này mà bắn anh nhở. Đường lên đây, đường lên tên đàn nha. Bình thường ấy, cái rừng của bọn cướp dân làng chỉ có thóc lúa bình thường vớ va vờ vẩn thôi. Nhưng mà hôm nay chắc chắn là sẽ giàu có rồi. Lại đi lên tiếp nè. Ôi, các bạn ơi, ôi, bạn. Anh ơi, tên này cầm cờ, tên này là hay đi đầu lắm nè. Nào, bắn nè, bạn ơi. Đào. Bắn tiếp đi, nghéo chưa? Ok, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn thằng mở cái rừng này ra mở xem đây. 1, 2, 3. Wow, đây là cái rương của bọn cướp dân làng. Trời ơi, có tận 1 ống kính, 2 ống kính, 3 ống kính. Uầy, nhiều đồ quá. Lấy nha. Trời ơi, lại còn có kiếm leather luôn. Nào, lấy đúng lọ kinh nghiệm này. Lọ kinh nghiệm cho lên level. Còn cái gì lấy được không? Make được rồi, mình chưa có kiếm nên là mình sẽ lấy một cái kiếm đây cho cái đường sắt này. Wow! Đau. Nhưng không sao. Quả táo vàng đâu? Mình không có quả táo vàng, có mỗi chai kinh nghiệm này. Đây, cầm sang cái tượng đài ở bên tay trái này đi. Lúc nào bị đấm là không bị nghéo. Ấy, bác này có rương nè. Sao không làm lền gỗ bác ơi? Làm lền gỗ cho trời nó ấm. À, coi quên làm lền đá là trời nó miệng mà. Trời đá lạnh gì, làm lền gì thì nó vẫn không ấm thôi. Mở cái đường của bác ra xem nào. Wow. Cái gì mà nhiều kim cương vậy, là còn toàn mấy khối leather luôn. Trời ơi, bác giàu có quá. Bác là bác thợ rèn mà bác giàu có thật đấy. Thôi, rèn ra để cho cháu đi ra chỗ khác xem nào. Đây. Đây này. Đau. Ngôi làng này nghe có vẻ to lớn phết đấy. Nhiều nhà lắm nha. Nhiều nhà lắm luôn đấy. Anh Golem kìa. Mở cửa. Đây. Ui, cái này toàn sắt các bạn. Quý nhất đây này, là mấy cái sao địa ngục đây này. Trời ơi, thật của không thể tin nổi luôn. Không phải tin lời luôn. Thôi, mình cầm cái mình quấn nhau cho nó dễ. Đóng cửa lại. Đây, xuống đây. Cái ngôi nhà này cửa đâu nhở? Đây, cửa đây rồi. Có rương không? Không có rương. Uầy, ông dân làng làm cái gì? Ông dân làng đang triệu hồi à? Hay đang tụng kinh gì mà quay 360 độ thế này? Ghê thiệt, chỗ nào cũng có mấy cái con xịt ke mặc giáp này nó bắn mình. Ghê quá đây. Đó, trong này có rương này. Wow, toàn mắt của anh Endo. Ui giời ơi. Trời
ơi, nhưng mà mình không lấy đâu. À, lấy vài con mắt đi chơi chơi tí làm sao nhờ. Vất cái gì để vất ngọc lưu ly. Trời ơi, oh my god, cứ quánh mình làm cái gì, đi ra cho mình đi cái. Tung ra ngoài này, đó, tung ra ngoài này đi. Ê, đuổi đi. Oh my god, nó bắn mình sắp nhập. Ui, trời ơi, nhiều quá. Uầy, lao. Ê, ông này, đừng cắn cháu. Cháu còn đúng một tim máu thôi mà định cắn cháu ạ. Mình còn mất luôn cả giáp kìa. Để xem nào. Ôi, trời ơi, thằng trẻ trâu này, chậu tre này, nó làm mất cái chuyện trường sinh của tháng rồi. Thức ăn này này, mình có thịt thỏ mà mình quên không ăn để cho nó hồi máu. Nó bị tấn công, mất luôn một cái chuyện mà thôi. Đây, cậu ơi, có một cái rương nè, cái khu đổ lát này, cái cánh cổng này. Ôi, xem nào. Trời ơi, đau tim quá. Mỗi một cái rương này có những cái đồ cực kỳ là xịn xò con bò luôn. Đau tim. Dưa hấu lấp lánh nè. Dưa hấu lấp lánh có ăn được không ta? Nhưng mà mình cứ phải ăn cái quả táo vàng này đã. Nào, ăn bộ. Trời ơi, ăn đã. Nhâm. Rồi, bây giờ ăn dưa hấu lấp lánh này. Dưa hấu. Mà nói chung là bây giờ tìm thấy cái dương nào cũng thế, dương ở đâu cũng thế, đều thấy mấy cái dương VIP, dương xịn thôi. Cho nên là chúng ta cũng không phải làm đâu, chúng ta cứ cần đi đó, đi vô nhà của mấy ông dân làng này là cũng toàn đồ xịn rồi. Đi kiếm mấy cái đấy cũng toàn đồ xịn thôi. Ok các bạn ơi, cái video ngày hôm nay của tháng tới đây là kết thúc rồi nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là bye bye.